lục địa Việt Nam, yêu cầu các tỉnh tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên biển, tôn trọng luật pháp quốc tế, dừng ngay mọi hành động, lập tức rời khỏi vùng biển Việt Nam. Bố mày là cướp đây, giơ tay lên, tay trái tay phải, cả hai tay, rồi đưa tiền đây. Anh phải cho em thả hai tay xuống thì em mới lấy tiền được chứ. Không được. À mà anh cho em hỏi là anh lấy tiền chẵn hay là tiền lẻ à? What? À, lấy cả hai đi. Thế anh muốn lấy tiền mặt hay chuyển khoản à? Thế tiền mặt thì anh lấy tiền polymer, tiền Việt Nam hay là tiền đô? Tiền giơ tay, quân bảng anh hay tiền xu? Tiền tài khoản anh lấy Vietinbank, Vietcombank, Techcombank hay là TPBank? Thôi tao lấy điện thoại đi, tao không lấy tiền nữa. À, điện thoại à? Thế điện thoại thì anh lấy iPhone hay là Vutu để anh còn đọc mật khẩu. Bố mày xin mày đấy, bố mày bỏ nghề đấy. Thế anh bỏ nghề thì anh định làm nghề gì à? Bố mày đi làm YouTuber. Thế anh làm YouTuber thì anh định làm nhạc chế, phim hay là giang hồ mạng à? Mày có cút mẹ mày đi không? Vâng ạ.